Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Hóng Hớt Tin Tức cùng TechMag Việt Nam. Và lại là Trang đây. Ngày hôm nay thì mình mới hóng hớt được một tin trên mạng xã hội. Đó là việc Vsmart Joy 4 cũng sẽ ra mắt trong thời gian sắp tới. Nhưng mà ra mắt vào ngày nào thì Vsmart chưa có nói. Nhưng nói chung là trong năm nay, Vsmart đã tung ra quá nhiều sản phẩm và hứa hẹn là sẽ mang lại cho các bạn nhiều điều thú vị đấy. Tin tức chính chủ hơn là Trang Vinit đã đăng tải bài viết review về thông số cấu hình của Vsmart Joy 4 sắp ra mắt. Và dưới đây sẽ là một số những cái chi tiết về chiếc điện thoại này mà anh em có thể cùng xem sơ qua nhé. Thứ nhất là về màn hình. Được cho là sẽ sử dụng màn hình công nghệ IPS LCD Capacitive Touch Screen. Với 16 triệu màu thì Joy 4 sẽ mang lại chi tiết hình ảnh vô cùng sắc nét. Một điểm đặc biệt nữa ở công nghệ màn hình IPS đó là nó sẽ cho ra góc nhìn đa điểm hơn. Và thậm chí là bạn cũng có thể nhìn được màn hình thoải mái hơn khi sử dụng ở ngoài trời. Thứ hai là về camera. Cụm camera sau của Joy 4 sử dụng công nghệ AI, bao gồm một camera chính là 48MP, một camera góc siêu rộng 8MP và một camera macro 2MP. Với camera ultra wide, bạn có thể sáng tạo những cái bức ảnh rộng có chiều sâu, đưa người xem vào giữa những cái cảnh vật được chụp trong bức ảnh. Đây là một thể loại chụp không hề đơn giản một chút nào, nhưng chắc chắn với những ai đam mê nhiếp ảnh thì Joy 4 sẽ giúp bạn chinh phục một thể loại mới đầy sáng tạo. Còn với camera macro, với độ phân giải là 2MP, kèm theo đó là tiêu cự của nó là 2.4. Đây là một con số khá là lý tưởng trên smartphone. Nó có thể cho phép bạn chụp ảnh dưới điều kiện thiếu sáng hiệu quả hơn rất là nhiều. Mặt khác, điểm nhấn của camera còn đến từ công nghệ AI, nên không thể loại trừ khả năng là Joy 4 sẽ vừa có khả năng chụp đêm ổn, vừa hiệu quả trong việc dự đoán chi tiết ảnh, mà còn cho ra những bức ảnh có màu sắc và chi tiết hiển thị tốt nhất trong tầm giá. Về camera trước, với độ phân giải là 13MP, thì chúng ta cũng có thể thấy là camera trước của Joy 4 có thể lấy được cảnh rộng hơn và thu sáng tốt hơn. Và với những bạn thích chụp ảnh tập thể thì cũng không thể nào bỏ qua camera của chiếc Vsmart thế hệ mới nhất này. Điểm qua một chút về cấu hình của máy thì chắc chắn là Vsmart Joy 4 lần này cũng sẽ chạy hệ điều hành Android 10 như tất cả các phiên bản trước. Nhưng điều đáng nói ở đây là máy sẽ được cập nhật sẵn thế hệ VOS 3.0 mới nhất cùng con chip Snapdragon 665. RAM của máy được dự đoán là 4GB và bộ nhớ trong là 64GB. Những con số này thì không quá ấn tượng. Tuy nhiên, Vsmart Joy 4 64GB như vậy là đã đủ với cái dòng điện thoại tầm trung rồi. Thậm chí là nó còn nổi bật hơn một số dòng khác ở cùng phân khúc. Cộng với hệ điều hành Android 10 VOS 3.0 thì không nằm ngoài khả năng là Vsmart Joy 4 sẽ được tối ưu hiệu quả và cho ra hiệu năng sử dụng rất là mạnh mẽ. Bên cạnh đó thì máy còn được trang bị hàng loạt các cảm biến như là cảm biến vân tay, cảm biến gia tốc, cảm biến tiệm cận, cảm biến sáng, con quay hồi chuyển hay là la bàn. Cuối cùng là về dung lượng pin của máy. Với màn hình là 6,67 inch trên Joy 4 thì sẽ được trang bị kèm theo viên pin là 5000mAh và có cả công nghệ sạc nhanh. Với dung lượng pin lớn như vậy, cùng với công nghệ sạc nhanh thì việc đuối pin sẽ gần như không hề xuất hiện trên thế hệ Joy mới nhất. Sau khi nghe những thông tin này thì có vẻ đây sẽ là một chiếc điện thoại khá là ngon nghẽ và đáng mong chờ đấy chứ. Các bạn nghĩ sao về sản phẩm mới Vsmart Joy 4 sắp được ra mắt này? Hãy cùng để lại một comment ở bên dưới nhé. Đây là TechMag Việt Nam, còn mình là Trang. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Bye!